Hi, chào mọi người ha. Hôm nay mình lại tiếp tục với Survival Evolved ha. Tập trước là mình đã bắt được một con cua và bây giờ mình đang đi kiếm đang đi cày DNA thôi. Ây da, sao đắt quá vậy? Cày DNA nãy giờ được có 30 mấy cái à. Cái này hình như nó full quá rồi, nó quýnh nó có vẻ bị hơi bị lag rồi. Đây nè, mình quýnh lại cho mọi người coi. Thấy chưa? Khi mình dùng hết đồ ra thì mình quýnh nó rất là êm. Và có nghĩ là mình sẽ chặn cái không cho con này nó lấy đồ nữa. Disable item và disable resource. Đấy. Bây giờ là nó không quýnh được thịt cá hay là bất cứ thứ gì nữa. Để thử coi. Ôi da, vẫn có một cái cảm giác là nó quýnh nhiều đối tượng quá thì nó sẽ bị lát hay sao. Không ăn mà cũng bị đó trời. Thôi kệ nó vậy. Ủa, cái vẫn thu hoạch được nè. Cái gì vậy? Tụi mày thích bù vô đúng không? Bù hết vô đây. Con này là riêng rồi, nó trưởng là chết hết rồi luôn á. Có túi đồ nè. Ủa, toàn là mấy cái này không? Không cần lấy cái đó đâu. Ok, trước khi đi chơi với con bò cạp thì chúng ta cần phải là nghiên cứu lại cái vụ bị mất tích con Alpha 6. Mình nghĩ là nó đã trốn trốn thoát khỏi cái chuồng an ninh của mình. Bây giờ mình sẽ bay qua cái khu vực đó và mình kiểm tra lại nè. Con này phê thiệt, nhìn nó đã. Cái gì đấy? Trời, con này nó ngủ ngay cái dòng sông luôn ta. Đùa à? Giỡn trời. Ngay cái bờ sông mà sao nó ngủ được hay vậy? Con này nó ngủ mọi thời tiết luôn nè. Chắc á. Mình sẽ cùng mà bay quanh cái khu này trước đã. Đầu tiên sẽ kiểm tra coi cái con đó nó có thể là bay trốn cái chỗ nào không. Riêng về nhìn trên map là mình không thấy rồi đó. Không thấy nó đâu cả. Vậy là có nghĩa là nó đã trốn đi cái chỗ nào rồi. Mình phải giết mấy con này trước đó. Lên đây nói chuyện mày. Ơi, tao đứng đây mà không lên à. Lên đây. Bà nội mày, ra đây. Này quýnh nhau nào. Con lần này nó không dám nó đi quýnh lộn mình ta. Một cái chưởng nó vô cây quýnh nó là chết chắc. Rồi, ok đủ rồi. Ông tôi chết. 3 triệu máu sống gì nổi. Chưởng thêm cái nữa cho đỡ ghét nè. À, tốc độ luôn rồi. Quỳ. Này thì chóng. Vậy là con Alpha 6 nó lại trốn đi khu vực nào ta? Bỏ đi khỏi map luôn rồi. Vậy là có lẽ là mình sẽ săn lại một con Alpha 6 khác. Ủa, cái con của dài chống được một cú quýnh luôn à? Không, hai con này chết chắc rồi.
Ok, chúng ta sẽ đi ra sa mạc săn lại con Alpha 6 thôi. Không hiểu là vì lý do gì mà nó bị mất ở trong cái nhà của tụi mình. Con bò cạp này thua con bò cạp hồi nãy nhiều. Là mình phải để tạm con Vatosurus vào đây. Và con kia hiện ra chạy thoát rồi, không biết là nó đi về cái hướng nào, hay là do quýnh lộn mà nó chạy xuống biển không. Kỳ, con nào cũng còn nguyên mà. Mình nghĩ là nó đã trốn về khu vực bầy đàn T-Rex của nó rồi. Wow, bên đây rất là nhiều Red luôn. Super luôn. Chúng ta sẽ bắt lại Alpha 6 thôi ha. Hey, hình như nhớ không lầm thì cái khu vực Alpha thì nó xuất hiện bên Redwood nhiều hơn là bên đây á. Đúng rồi. Mình phải đi qua cái khu Redwood thôi. Khu rừng gỗ đỏ. Khu đó là nơi mà xuất hiện con Alpha 6 nhiều nhất. Không, mình có đọc lại thông tin là do nó update lại là nó đa phần là xuất hiện bên Redwood thôi. Còn nó máu nó mấy triệu lận, nó không chết bằng một cách nhẹ nhàng như mình vừa quýnh đâu. Trời, con cổ dài vàng khè trời. Mình lười bắt cổ dài quá, nó bự quá. Không có đi này. Hai cái đi này. Trời, có màu xanh nữa nè. Ok, mình cứ đi, thấy là mình cứ farm thôi. Trời, dưới đây. Ủa, dưới đây sao nhiều Spino, khu này có nước đâu mà có Spino sống trời. Wow, quá trời luôn. Ba cái túi đĩa này. Biết ngay mà. Lượm hết. Hết luôn rồi. Sao ít ta nó rớt ít vậy mà farm đâu cho đủ 3.000 cái trời. Vô Redwood thì các bạn đi một xíu là đã thấy rồi. Khu này là map nguy hiểm mà. Nghe tiếng của đồng loại vừa quýnh. Chỗ này có một con đắc refin chắc luôn rồi. Đấy, biết mà. Ý, con này là female hả? À, male rồi, thôi không bắt đâu. Female thì mình cũng bắt chứ. Ok, kiếm từ từ thôi. Vẫn chưa thấy đâu ta. Khu này là nhấp hết mà. Ấy đây rồi. Ha ha. Mà sao? À, con này đứng im. Ủa, nó vẫn di chuyển cơ. Chắc là con này nó trốn tới ra cái hòn đảo này. 44 triệu máu và 100 triệu turbo bán tới sang Nam luôn. Ghê trời, con này sao trâu vậy ta? Không biết con này hơi bắn cục không nè, lâu quá. Né nó là tốt nhất. Wow.
Nghĩa là con này phải dùng cái súng kia thì mới ra mới bắn được nó. Cái súng mà đạn Orin đó. À quên, cần gì ta? Biết rồi, biết rồi. Có cách rồi. Mày thích chơi không? Mày thích chơi không? Mày thích chơi không con chó này? Mình sẽ về mượn đỡ một cái con gì ta, lấy con Griffin đi. Không không, lấy con Betadon thì sẽ chơi tốt hơn. Betadon hay là gì ta? À quên, để tí chơi bò cạp nha. Bò cạp tí mình sẽ điều khiển sau. Để mình đi bắt lại con Red đó. Nhiều bạn phản ánh quá rồi. Có con gì ta? Ở nhà, ok. Đó, sẽ mượn tạm cái con Legendary Red mình để chỗ nào quên, à quên, Legendary Red để ngoài đảo cơ. Legendary Red chắc là cắn tốt hay là con Quick kịch ta. Ok, thôi lấy con Legendary Red ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy con Legendary Red để đi bắt lại cái con kia. Bật pick up. Rồi, sẽ trở lại về khu rừng thôi. Cấp này lên. Đấy, ra. Bắt cấp con này lên. Con này cắn bao nhiêu ta? Ai da rớt rồi. Con này đẹp quá, con này xanh lè. 300. Rồi, bấy nhiêu là đủ rồi. Đấy, cái gu gặm của nó có mọi người thấy không? Rất là ghê luôn á. Cái con Alpha 6 rồi ta. Đây rồi, đây rồi. Nghe nói bạn máu nhiều lắm đúng không? Máu nhiều lắm đúng không? Xem thằng nào gặp mạnh hơn không? Mày. Mày. Con này nó bự quá. Mau lên tới 40 mấy triệu để mình nghĩ là mình không không giết được nó đâu. Ủa nó lấy đầu nó đụng luôn kìa. Ủa nó lấy đầu nó hút ra luôn kìa. Kìa nó lấy người nó hút kìa. Cắn không lại hút à, mày dám sống chạy để đi à. Ôi, mất có xíu máu mà mày ị mệt quá mày. Con Red này di chuyển lại mệt thiệt chứ. Rồi kẹt luôn. Mấy con Red nó di chuyển khá là ngu. Vô được ra không được. Được rồi, bắt nó về thôi. Con kia coi như là đã thuê thành công rồi. Rồi, xem bên rồi. Cho con này về nhà thôi. Con này đã hoàn thành được sứ mệnh. Máu con turbo con kia cao quá, con này một mình súng của mình không thể chịu đựng được.
Rồi, về nhà nào. Hôm nay tỉnh chưa? Chưa tỉnh nữa. Rồi. Trời ơi, xong rồi. Mày đã bị bắt lại. Bé Alpha 6. Oh, phải làm cho nó cái yên nữa. Hy vọng là cái này sẽ cho nó mang được ha. Không biết nó có mang được không đây. Ok, là không được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó về nhà thôi. À, đây. Phải nhốt nó vô chuồng lại. Tất cả đã về nhà được hết rồi. Bộ sưu tập 2S. Con này đi ngu ghê thì cái chiếc con Legion này đi dở thì nó quay đầu rất là chán luôn á. Mỗi lần quấn là nó phải đi một đường vòng rất là mệt nha. Hy vọng con Alpha 6 này nó sẽ không trốn được nữa. Mượn cái yên coi nào. Đó, rất là to, con này to hơn con bình thường rất là nhiều. Mở ra. Con này quay đầu rất là dễ nha. Đấy, để hai con trong đây. Đã tìm thấy được con Alpha về rồi. Ok, để đây đi. Đấy, các bạn nhìn hai con này ghê không? Xứng tầm lịch sử luôn á. Đóng cổng lại. Con này canh gác dở quá. Rồi, chúng ta đã có lại rồi. Hay được là phải đi trở lại về cái khu bên kia đã. Lấy mấy con... lấy cái đồ tele với lại con... tele thôi nhỉ. Rồi. À, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ săn lại con T-Rex rồi. Rồi, khỏi đây mau. Và sẽ tiếp tục với là con... vua bọt cạp tập trước nha. Chờ hết đi. Còn một cái con đột biến cái con mà người hề đột biến cặp cái lưỡi cưa á, bữa giờ mình nhớ mình gặp nó lần rồi giờ chẳng thấy nó đâu cả. Nên không có bắt được con đó cho mọi người xem. Con nó nhìn cũng ngầu phết á. Chú hề ác mộng hồi đó là có cái cưa cưa nhìn đúng ghê luôn. Có túi đồ chắc luôn. Không có ta. Thôi đi thôi. Trở về với vua bò cạp. Đảo mình trước mặt, đảo này là đảo nước nó sắp ngập tới rồi. Nè, đảo này là nước nó ngập tới rồi nên ở đây là không được đâu. Nhỏ hơn cái đảo mình. Xây một cái cầu bắc ngang qua cái hồ này thì nhìn mát đẹp quá ha. Mà nhưng rất là tốn thời gian, lười quá không xây đâu. Trừ khi có mod ozone kia thì mình xây nhà nó được trên không á, xây rất là sướng. Rồi, tới nha. Vậy thôi, mình sẽ đưa con này vô đất liền. Mình sẽ đưa nó vô đất liền. Tên 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 tên. À, bích cấp nó đi nhờ. Đấy, đi vô đất liền bằng tele thôi. Đi vô quẩy. Quẩy ở khu nào ta? Nó là đáng lẽ phải là qua cái khu bên này là chất rồi. Vua cạp hay chuẩn qua sa mạc.
Dịch chuyển khá là xa nên mình sẽ bị delay một chút. Đấy. Khu vực này là mấy con ác ác không mà đẹp. Khu bên này còn có ngựa canh giữ nữa nè. Mê Linh. Switch lên. Đấy. Con này đúng kinh tởm luôn nha. Tăng tốc độ chạy nó không có tác dụng được nhiều lắm. Thử cho con sói không ta. Turbo nhiêu đây. Thôi turbo như thế này cho con sói đập chết á. Mấy con thường thường ở này để mạnh lên đã mới chơi con sói được. Chứ không con sói nó quýnh ngủ mệt lắm. Chết đi. Một đứa lão hả con cua này. Mày là con cua nhỏ mà. Tao bự hơn mày đó. Quả dữ. Con này nó quýnh cũng khá là nhanh ha. Một hai ba bốn năm sáu ok 4 triệu máu. Ờ, con này nhìn ghê không? Cách đi hết. Đi ra sa mạc Sahara. Mình đi ra mình kiếm mấy con Deadworm, cái con sâu đất á. Trời, sa mạc có cá sấu trời. Đùa. Chết hết hai đứa luôn. Chích đuôi một cái, chết luôn. Khu này ghê vậy. Ui thôi thôi, con Riven này ác quá. Riven xanh, chơi không được rồi. Nè. Mày hả bụi. Đi luôn. Sao quên không chống được nó. Ê, con này mạnh chứ. Thôi, con này mạnh quá vậy. Đốt máu kìa. Đốt máu kinh gì. Quýt không được nó má ơi. Ây da, quýt không được nó, con này khôn quá. Ủa đâu rồi? Ủa như nó chết rồi. Ủa nó chết được nó đâu? Ở đâu rồi ta? Thôi né ra đi, còn nó trầu quá. Nó quýt nó núp cho người khó chơi quá. Ủa con ếch độc này, ếch độc nè. Ủa kia bắn súng như xịt đó trời. Kia bắn súng không có trúng con nào hết luôn. Pep. Tùm. Chết đuôi một cái đi luôn. Súc đúng. Ôi ơi, con này nó quýnh lại luôn, con Otter nó quýnh lại luôn kìa. Ghê, sao Otter này hung vậy? Hê hê, tới đây. Tới đây. Tới đây. Ây da, chết. Tới gần quýnh không được chứ. Chết mẹ
mày một cái nè. Lão nè. Lão nè. Mấy con này nhỏ quấn không được chứ. Được lắm. Tôi quấn này hết stamina chạy không được luôn rồi. Nó quấn con này ác quá, hết stamina rồi. Quấn không chống được nó luôn. Bự cũng là có thiệt hại quá. Nó bù với hán sao quấn đó. Mí cái con này. Chạy. Ở đâu rồi ta? Ủa sức mỗi lần chạy là không thấy đâu hết vậy? Áo, áo trời. Ủa con cá sấu đâu rồi? Ok, ta cứ mỗi lần chạy là không thấy con kia đâu hết. Không kiếm được con Dead Worm ta. Này kangaroo này mới cập nhật cái sao nhìn lạ dữ trời. Con này bị quýnh nó lỗi quá. Con này quýnh hơi bị lỗi luôn á. Đứng dưới bụng nó quýnh không tới. Chết hết luôn. Mày thì quấn nhau. Lên máu nào. Mấy con kiến thì được. Quấn tao xong rồi chạy à. Mày. Mày quấn tao xong rồi mày chạy à. Một chích. Coi con này quýnh được không? Một chích chích luôn. Không, có con đó sao nó yếu ta. Để mình ra sa mạc mà tìm con Dead Worm mình cho con cua này. Cho con bò cạp này quýnh coi lại không? Sa mạc này nóng chảy luôn á. Cái khu này tại mấy con hiền không à. Mày dí ai vậy? Sao sa mạc này nhiều cái con cá sấu gì ta? Nó kẹp cái con kia nó dí được kìa. Tao vừa cứu mày, mày quýnh tao. Quýnh tao mày. À, vừa nhắn nóng tới vừa đi quýnh là nó quýnh ở trên, còn bình thường nó quýnh ở dưới. À, con này điều khiển cũng điên phết á. Max cấp rồi. Có thể thoải mái và tăng điểm búa lộn cho nó. Đó, giờ chạy ra mấy cua gọi là cụ luôn á. Mày hả bưởi đi quýnh đồng loại nào. À quên, con này đã phải đồng loại của mấy con này. Mày trời, nó vô nó phen một phen nằm hết luôn. Mày y như nó cầm cái dao nó chém nhá. Ê, ê, con gì vậy? Ơ, sao này bự quá vậy?
Holy shit. Con này bự quá vậy. Eternal Enkilo. Mày thích chưa? Mày thích chưa? Lão bà đã đốt róc rồi ra kè. Dám lão với tao. Ở cái khu này lâu lâu nhìn mấy con lạ không vậy? Tối quá. Nè đúng rồi, hôm nay là sẵn tiện đi Ôi, cái con này đôi khi nó thấy mình là nó không thèm quýnh đâu. Mấy con trộm đồ này, trộm đồ. Con này nó mỗi lần nó thấy mình con hộ vệ rồi vui rồi nó thấy mình là nó không bắn là sao ta, không quýnh đấy chưa. Nó không quýnh khi mà thấy mình nó gồng ra một cái và nó đứng nó nhìn mình thôi thì thôi kệ, mình bắt nó luôn. Rồng hộ vệ à, hộ vệ. Gục nè, tôn này là một gục nè. Ủa lâu vậy, ok vậy nó còn một xíu nữa, vậy là bắt con này khá là khỏe luôn. Là con này mình chỉ cần bắn nó thôi, nó thấy mình chắc là con này đang bị nó hộ vệ thôi, nó sẽ không quýnh mình đâu. Con này giống con chó hộ vệ lần trước nè. Rồi nó nằm xuống rồi nè. Kỳ ta, bắt con này nhìn vui á. Guardian Obedition Oblivion nữa. Con này chắc thịt đùi thôi. Ôi trời, sao con này tem dễ ta. Ok, cho mày ăn cái bình này coi. Đấy. Căng. Dễ trời. Con này phun lửa tím luôn. Trời, con này ác nha. Guardian à, câu được không? Không, không câu được, có một cặp khổng lồ này của mình. Rồi, con này chơi chiêu là nó phun ra một cái tia điện màu tím. Và con này có chiêu gì khác không? C không được, control. Không được, con này có một chiêu phun điện với cắn thường à. Cái mày hậu vệ cái gì mày. Ủa mà nhìn nó đẹp ghê ha. Ôi đúng rồng sa mạc luôn. Ok, vậy sẵn tiện là bên kia có một con màu tím để mình qua mình coi con đó coi. Bột cạp. Hơi từ đó để cho bột cạp nó đi quấn lộn với lại cái con Deadworm đó. Đi. Đây ta. Khu này chưa thấy. Ồ. Toàn mấy con ghê ghê không à. Rồi thấy là đây rồi. Đứng đó đi. Xuất hiện ra. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây nè, hiện lên. Trời đất ơi.
quên cá dẹo cha đó rồi. Trời đất ơi, quên cá dẹo luôn, con này yếu quá. Yếu phai gì mà cua bắp với mày. Còn nhìn ghê không nè. Ghê quá. Chui xuống hố mày. Chui xuống hố. Học hỏa cưng. Chui xuống hố. Mày chết chết à. Rồi nó cắn gần gục luôn rồi nè. Con này dễ ngủ quá. Dễ đọc, dễ đọc, dễ đọc, dễ đọc. Ý trời, đọc lên ghê quá. Tiêu rồi, con này bị gục rồi. Rồi, xong rồi. Oh, no, 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 no. What the fuck? Ông refill đâu rồi? Mày mà để tao lên được con kia mày xác định mấy con chó này. Con này nó ngu ghê thiệt chứ. Bà nội rồi mày. Mày vô đây. Mấy con cỏ. Được, tao chưa thêm tăng đam cho con này thôi. Mày láo à. Bố láo. Bố láo. Mấy con cào cào. Mấy con cào cào. Sủa nó đi mày. Này thì quấn, này thì quấn. Này thì quấn, dai như gì á. Tao li hết tụi mày luôn. Mình phải giết hết tụi nó luôn, ức chế rồi đó. Tụi mày làm tao bực rồi đó. Tụi mày làm tao bực rồi đó. Một đứa. Tao cho mày đi luôn. Mày đi luôn. Là vừa đi. Cả con rắn này nữa. Ăn thịt rắn luôn. Ăn thịt rắn luôn. Ủa, con này trâu á. Rồi quýnh con rồng của mình. Con refin của mình gần chết luôn rồi nè. Hổ báo lên ăn đi. Bực cả mình. Con này ngu quá. Quấn xíu gục cha đó nè. Ủa. What the hell. Sao con refin lại xỉu trời. Con refin nó bị khùng. Rồi, hai cho lên đây đi. Đó. Tập trung các bộ tộc đi giết Deadworm. Bên đây là một con rồng thần Guardian. Bây giờ thì mình mới bắt con này. Tại vì bữa nghĩ thì bị lỗi, mà sao giờ nó vẫn lỗi. Bắt nó vậy thì không thích lắm. Đó, rồng sa mạc. Rồi, chắc là video này mình sẽ dừng ở đây thôi. Và chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau nha. À, con này hình như nó hơi bị khác. Sao con này nó chết không thấy con mắt ở đâu ta. Con rồng mà nhỏ chút với nó trời. Ủa nhìn nè. Ừ, nhưng mà con cái con sao đất á. À đúng rồi, con này là sao đất mà.